đình này không ai sợ dơ luôn, người ta sợ dơ thôi em. Con Giáng nó không dơ. Em ở dơ nên em mới nghĩ con Giáng không dơ. Cái gì vậy? Làm việc quay vậy? Bác, làm cái gì vậy bác? Quăng miếng. Mất kiềm chế không được. Bác người ta quăng miếng. Nín thở ở dưới. Ta quăng này chụp đi. Rồi bây giờ là... Ok. Quên hết bông hoa nãy giờ. Ở đây mọi người sợ gì nói luôn đi, nói luôn đi. Bibi. Em sợ gì? Sợ con trai. Em có sợ gì đâu. Em không sợ gì à? Em sợ con gái. Em sợ con gái. Hèn chị đứng xa Lan Ngọc ghê. Thì bỏ cách xa luôn nè. Bỏ Lan Ngọc chưa có hợp. Em sợ gì? Em... Đâu, đội giờ chân nằm đất em không sợ cái gì hết. Em sợ cái em đạp phải không? Em sợ gì? Em sợ con chuột cống thôi. Con trai thì sợ con chuột cống. Vậy? Hèn hả? Hèn hả? Chuột cống chả làm gì cả. Ủa anh, nhưng mà em nghĩ là chương trình sẽ không bao giờ bỏ con chuột cống vô đây đâu. Có chứ. Bỏ không nổi đâu, nó thúi lắm. Đó. Em. Em sợ con mềm mềm. Con mềm mềm. Nhiều. Con đã mềm ra. Ê. Chuyện đi em sợ gì? Hỏi kỹ lắm nha. Giống vậy đó. Còn tôi con nào có lông sợ hết. Nó hết á. Con nào có lông mà nhúc nhích sợ hết. Chó mèo. Có hết. Không, có lông nhỏ nhỏ. Con nào có lông mà nhỏ nhúc nhích. Đường dừa. Đường dừa không có lông. Nói cái gì vậy Huy? Nói cái gì vậy bắp? À con trăng. Con trăng có lông. Đang lông đâu? Ông nội. Con trăng nhỏ lắm. Đúng rồi, con trăng nhỏ lắm. Nhưng mà con trăng không thể nào bỏ vô đây được. Ủa mà giờ cuối cùng sao ra là mình phải. Xin mời công bố 5 chiếc hộp. Sao tôi đang là người đầu tiên vậy? Mà anh quéo nhỏ lại luôn anh Thành. Giờ thon gọn cực kỳ luôn. Cố lên anh ơi. Dẫn nhất cái xe đi sao này. Anh xung phong chi? Có số điện thoại. Anh xung phong mày nào mày chị? Ok, sẽ nói mày không sợ đâu. Có gia đình rồi, không sợ đâu. Tôi không nói cho mọi người biết đâu. Nó nhiều lông lắm. Lẹ lên xin ơi. Đại lên xin ơi. Trời ơi. Đập ô tô chúng luôn á.
nó còn sống luôn nè. Nhưng mà mình quay lại, mình quay lại chương trình chạy đi chờ chi được không? Chạy đi chờ chi phải chạy đi tập mũi nha. Ủa sao em cũng nói chương trình là em sợ con gái mà tao nhét con gái vô ta. Nè. Đây nè. Đấy. Có Ngọc mà tao có nhét vô thùng đâu, không nhét hộp đâu. Lên nè. Nhét vô thêm em lại. Thật ra là cái thằng mà cái tai lên đó là con gái đó. Ủa vậy hả? Ừ. Gái đó. Tai gái hả? Con nó mổ vô. Ờ quá là không có vô chỗ. Con nó nhiệt tình dễ sợ. Để BB vô có 3 thùng hết rồi. Cái đúng con rồi. Số 1 á, cái con mổ nó nhiệt tình. U cha. Đâu anh còn chùi ghi.